Đai treo kéo giãn cột sống cổ An Cốt Nam giúp cột sống trở về vị trí sinh lý ban đầu. Chỉ vài nghìn mỗi ngày, đánh bay cơn đau thoát vị, thoái hóa cột sống cổ tại nhà, giảm đau ngay sau 10 phút. Kéo giãn cột sống là phương pháp tất yếu trong điều trị các bệnh lý xương khớp vùng cổ, giúp thu kéo cột sống trở về đúng vị trí. Đai treo kéo giãn cột sống cổ được nghiên cứu và ứng dụng vào điều trị bệnh bởi đội ngũ bác sĩ lương y cao cấp tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Minh Đường, khắc phục mọi nhược điểm của các dụng cụ hỗ trợ điều trị cột sống cổ trên thị trường. Ưu điểm vượt trội có 102 của đai treo kéo giãn cột sống cổ An Cốt Nam. Thứ nhất, sản phẩm phù hợp với cả nam và nữ. Thứ hai, trong quá trình sử dụng, lực tác động tập trung tại vùng cột sống cần kéo giãn, tác động đúng và đủ, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất. Sản phẩm có chất liệu thép mạ kẽm, đai đeo bằng vải dù, bền bỉ, thời gian sử dụng kéo dài, đai treo kéo giãn cột sống cổ, có thiết kế cơ động, gọn gàng, có thể tập tại nhà hoặc bất kỳ chỗ nào. Chỉ với 450.000, bạn đã có thể chữa bệnh cho mình và những người thân trong gia đình. Đai treo cột sống cổ được nghiên cứu thiết kế phù hợp cho cả nam và nữ, người mắc các bệnh lý cột sống mà không gây bất kỳ cản trở nào. Thiết kế đai treo giúp tập trung lực vào vùng cổ bị bệnh, không phát tán lực sang bất kỳ bộ phận nào, nâng cao tối đa hiệu quả hỗ trợ điều trị, đặc biệt giảm ngay các cơn đau sau khi sử dụng đai treo cột sống cổ. Sau khi mà mình sử dụng sản phẩm này khoảng độ hơn 1 tháng thì mình đã cảm thấy là mình không còn đau nhức vùng cổ, vai gáy và cái tình trạng tê tay nữa. Đây cũng là một cái sản phẩm rất đáng để các bạn có thể sử dụng. Về giá thành thì sản phẩm có mức giá rất là phải chăng và phù hợp với đại đa số người dân. Sản phẩm này cũng rất thích hợp để dùng làm quà tặng cho người thân. Và mình cũng đã vừa mua một sản phẩm để tặng cho ba mẹ của mình rồi đó. Đai treo kéo giãn cột sống cổ tại nhà không chỉ giúp giảm cơn đau nhanh chóng mà còn tạo điều kiện để dược chất dễ dàng hấp thụ và làm lành tổn thương. Kết quả điều tra cho thấy 99% bệnh nhân phản hồi tích cực về hiệu quả của sản phẩm, trong đó 85% bệnh nhân có tốc độ điều trị và phục hồi nhanh hơn với thông thường. Chỉ tại video này, với 450.000 đồng miễn phí vận chuyển, bạn đã sở hữu ngay dụng cụ hỗ trợ dứt điểm bệnh cột sống cổ tại nhà. Mức giá chỉ bằng 1/2 chi phí vật lý trị liệu. Để lại số điện thoại để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đai treo kéo giãn cột sống cổ, đánh bại bệnh lý xương khớp, cột sống vùng cổ.